Hai, thân chào quý vị và các bạn. Thì trong ngày hôm nay mình sẽ trở lại với cái series đó là sửa các cái bóng đèn LED hư. Thì ở trên bàn mình ở đây mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái bóng đèn LED nó đã hỏng. Có cái thì mình mua về chai, còn có cái thì có người mình gửi mình sửa giùm. Ở đây mình nói với các bạn đó là sửa một cái cách đó là nó dễ sửa nhất. Có nghĩa là chúng ta không có cần cầu kỳ sửa. Thì đôi lúc á thì nó xài nó bền nha mấy bạn, còn đôi lúc á thì nó ra cũ rồi mà. Sửa được xài thì được, còn không được thì thôi ha. Thì mình chia sẻ với các bạn, cái nào mình biết mình chia sẻ thì chúng ta cùng chia sẻ với nhau để mà xử lý các món đồ mà như bỏ vứt đi đó mà người ta xài được ha. Không nói về dòng nữa, bây giờ chúng ta đi vào từ cái bóng đèn trước ha. Sáng sớm nhà mình gần đường hơi ồn, mấy bạn thông cảm giùm mình ha. Cái bóng đèn đầu tiên nè, bóng đèn này còn cái mạc luôn. Bây giờ mình sẽ ghim vô điện mình thử ha. Trước rồi hoàn toàn không cháy ha. Không cháy. Rồi mình sẽ là tháo con đèn này ra, sửa theo cái cách truyền thống của mình. Một số bạn vô chửi mình quá trời luôn, nói mình không biết này biết nọ. Kệ, không biết thì không biết, nhưng mà mình sửa được cái bóng đèn cũng là hay rồi. Mình là một thợ vườn, một thợ vườn bắp mà. Ngày đầu tiên mình có hai cái cây này nè, là cái cà đầu này, đầu dương này, đầu âm nè, 5V nè. Đó, với cái này và một cái mũi hàng nữa. Rồi, chỉ mình cần có bao nhiêu đó thôi, mình sẽ sửa bóng đèn, không có gì nữa hết. Rồi bây giờ ta sẽ tháo này ra. Trời, nào cứng quá. Mấy bạn biết khả năng thằng thánh của mình rồi đó, mình tháo một lát là mở banh luôn này giờ. Trời, quá cứng luôn mấy bạn. Có cách nào để mà tháo mấy cái này ra không mà không bể cái này không mấy bạn? Chứ mình tháo khó quá. Rồi quá mừng. Đây là cái led của nó. Theo mình quan sát thấy thì đây nè, cái bóng này là nó đã đứt rồi nè. Bóng này đã đứt rồi nè. Bây giờ mình sẽ đo thử coi ha. Cái này nó nói tiếp hai bóng hay là nó tiếp một bóng. Thường là trong dĩ mạch này nè, có khi nó nói tiếp hai bóng và có khi nó nói tiếp một bóng. Biết nào dương nào âm nữa. Thợ mò mà mấy bạn. Đây, như là nó nói tiếp hai bóng rồi mấy bạn ơi. À, cháy nè. Cháy nè, này đứt nè, cháy. Như vậy theo mình đoán nó sẽ hư cái bóng này nè, hư cái led này và hư cái led này nè. Mình chỉ cần tháo hai cái led này ra, mình sẽ nói tiếp lại là nó sẽ được cái bóng đèn. Còn vấn đề mà xài mà bao lâu thì tùy ha, có cái mình xài rất là lâu ha, còn có cái thì xài cũng mau. Thì nếu mà đứt nữa thì đem xuống mình tháo mình làm nữa. Nhà mình có điều kiện, trời ơi, có gì đâu. Cái đùa với bạn thôi, nó hư nữa thì mình sửa nữa. Rồi giờ mình lấy cái cây dây này mình sẽ khử nó ra, hai bóng đèn này ra, hàng vô. Hy vọng là đúng như lời mình. Là chị hàng của mình. Đây, hàng lại. 1 hàng.
Rồi, sau khi mà đã hàn xong thì đây là giây phút quan trọng nè. Mình sẽ ghim điện vô thử nha. Bật công tắc kích. Ok, good 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 good. Thấy chưa? Cháy sáng chó con mắt luôn. Very good. Rồi, mình sẽ lấy bóng này, mình sẽ gắn lên cái đèn phía trên này ha. Rồi để thử coi cái độ bền của nó. Ở trên này mình có cái bóng đèn, ở trên này mình có cái chu đèn nè. Gắn cái mình thử luôn. Đếm thôi là nước nữa hay là không. Thử độ bền nó luôn. Đó, mấy bạn thấy nó sáng không? Thì mình cái bóng đèn này mình cũng đang mua dây chai về mình sửa nè. Mình đang xài nè. Xài mấy tháng nay có hư đâu. Ở đây đi. Một cái bóng đèn đã hoàn thành, giờ tiếp theo bóng đèn thứ hai. Vẫn là cái bóng 30W y chang hồi nãy nữa. Tháo ra tiếp. Ô, cái này dễ tháo hơn. Theo mình quan sát thấy là nó cũng hư nè. Mấy bạn thấy là nó hư nè. Hư ngay cái bóng này nè. Mình chỉ cần coi nó nói tiếp với thằng nào là mình bỏ hàng đó ra là ok à. Dương âm. Ổn mà. Cháy nè. Cháy. 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 Như vậy là hai bóng này rồi mấy bạn. Bóng này và bóng này à. Rồi, mình sẽ tương tự như vậy, mình sẽ tiếp tục khả năng thần thánh của mình. Bỏ cái này. Đâu mà giờ mình thử. Mình thử mình bỏ bóng này thôi chứ coi. Bóng này mình thấy nó cũng hư mấy bạn ơi. Thôi, nó tiếp nó luôn. Còn nếu như mà mấy bạn muốn á, thì sau này mình sẽ thay luôn bóng led chứ mình không có làm gì nữa. Mình sẽ thay luôn. Thay luôn thì nó hơi gườm gà phiền phức, mình cần phải có cái bàn ủi điện nữa. Làm được chứ không phải không làm được, nhưng mà cái cấp đó nó rất là khó và nguy hiểm. Rồi, giờ mình chỉ cần ghim vô kiểm tra. Ok, vẫn cháy ha mấy bạn. Đó, nó chớp chớp. Rồi, nó chớp giật. Thêm một bóng nữa rồi. Cái này hơi gối nè. Không biết là nó hư thêm cái nào nữa. Rồi bây giờ cái cách tiếp theo đó là mình sẽ kiểm tra, còn được được thì thôi. Rồi. Rồi, đi bụi nè. Theo mình quan sát thấy là hai bóng đó nó đứt nữa rồi đó. Hai bóng này nè mấy bạn, đứt hai bóng này nữa rồi nè. Đây nè. Bởi vì đây là những cái bóng đèn mà dây chai mà mình đâu có cần ấy. Nó hư rồi. Có quyền sửa. Được thì mừng, không được. Nó giờ cái bóng đèn ở trên mình thì mình xài đó giờ đâu có hư đâu. Được một thời gian hay hai thời gian gì đó thì kệ nó đi. Càng chi phải xoắn. Nếu mà bạn nào mà thích mà mài mò làm theo mình đi. Rồi nè, giờ là tôi đã ghim điện vô test eo vụt cháy. Ok, một bóng nữa gắn vô vậy đi. Bóng đèn quá mới luôn. Một cái để đây, hai cái rồi đó, cái thứ ba. Ôi, ghim vô coi.
khoan quan sát trước. Đây đây, nó bị cái bóng đèn, nó bị chỗ này nè. Bị cái bóng này nè. Lỗng lỗ rồi nè. Mình đo nó coi nó bị bóng đó với bóng nào. Cộng trừ nhân chia. Cháy nè. Cháy nè. Rồi, thằng nó rồi. Cháy nè. Cháy nè. Cháy nè, rồi hai ông này à. Hai ông này à, hai ông này à. Tháo ông này ra. Hạn lại. Không bị gì đó. Rồi. Nhẹ nhàng vậy thôi. Ok luôn rồi nè. Cháy luôn. Đó, thấy chưa? Quá đơn giản. Đơn giản còn hơn là chữ đơn giản nữa. Đó, bóng đèn trên đi xài ào ào có hư đâu. Rồi, một cái nữa. Thêm một bóng nữa là bốn bóng bự. Ui. Bóng này quan sát coi. Bóng này đây nè, bị bóng này nè. Bây giờ chúng ta sẽ thử bóng này ra nè. Bóng này nè. Tiếp tục nha mấy bạn. Đây. Rồi, giờ mình sẽ hàng nó vô. Có cái gì đâu mà phải xoắn. Rồi. Thử điện. Kiếm điện vô. Cháy luôn. Quá đò, quá đã, quá đẻ, quá đẻ. Nhưng mà cái bóng kia nó không chịu cháy à. Mình phải ấy luôn bóng này mới được. Bóng này nó không cháy rồi nè. Sớm hay muộn nó cũng đứt nữa, mà nó cũng hư nữa. Thôi thì mình nói tiếp nó luôn. Chỉ cần một cách quan sát nhẹ nhàng vậy thôi là mình nó có thể sửa được bóng led rồi. Có tiền ra mua thì nó cũng tốn tiền. Còn này thì mình không cần tốn nữa. Nhìn vô. Đó, cháy bình thường. Vậy là được rồi. Cần chi nhiều. Ba bóng. Đây tiếp tục cái bóng này. Trời, cứng dữ ta. Cái này bóng nhỏ ha. Cái này mấy watt ta? Không có đeo watt luôn. Bóng này bờ tháo ra chắc bể luôn quá. Điện 20W mấy bạn. Bóng này 20W. Cứng quá mấy bạn ơi. Ôi da. Làm sao để mà tháo cái này ra đây. Ô, tự được. Khử từ từ nữa. Đừng có bể giùm con cái ba. Ê, chọc một sơn nữa. Ôi, quá mừng, không có bể. Bóng này mấy bạn thấy nó cháy luôn chỗ này. À, cháy cái này. Đen luôn. Không kém bên nữa nè. Hai bóng. Rồi. Nói tiếp rồi là xong. Theo mình đoán vậy chứ không biết được không nữa. Yubakachi. Này ghê thiệt. Rồi gì đi, mấy hàng đẹp kinh thấy mấy bạn. Đó, rồi im điện vô. Chú, thấy chưa? Cái tay chủ điện nó lỏng chứ không phải nó ấy đâu mấy bạn, tại tôi điện mình nó lỏng. Thấy chưa? Bữa đâu? Quá đã quá em. Được cái bóng đèn nữa rồi. Đâu cần chi phải xoắn.
Ok. Cái bóng đèn tiếp theo. Bóng đèn này thì mình quan sát thì nó hư đây nè. Tháo ra luôn. Tháo hai bóng luôn. Hàng. Nó có nhiều đó. Rồi thôi. Có hàng ta. Rồi, dìm thử. Dìm gu bà gù. Dìm gu luôn. Rồi, dìm gu thì mình đo thôi. Đơn giản mà. Rồi, đo gì không được thì đo ngược lại. Có gì đâu xoắn. Không cháy luôn. Cái bóng nào chưa ạ? Rồi, không biết là cái này nó có sức không? Sao không chế bóng nào chưa vậy? Trời ơi. Nếu không được thì bóng đèn này mình vứt đi. Rồi, bóng này bó tay các bạn, thấy không? Cũng có cái mình rất là phải bó tay thôi. Vứt đó. Rồi, một cái bó tay. Và cái đây là cái cuối cùng trong ngày hôm nay. Bóng này mình đã xử rồi. Bây giờ nó thêm bóng nó đứt nữa nè. Hàng nó vô. Thôi, chạy. Rồi, như vậy là ngày hôm nay mình đã sửa được cái 6 cái bóng đèn. Trong 7 cái thì mình sửa được 6 cái. Còn một cái thì toàn. Rồi, như vậy qua đây thì mình đã chia sẻ cái cách để mà sửa cái bóng đèn này ha. Thì mấy bạn cảm thấy sao thì các bạn cứ comment. Còn riêng mình thì mình thấy sửa gì cũng được rồi. Lỡ như có hư thì sửa nữa. Đâu cần thiết là phải là ấy.